Vâng, chào các bác nhé. Trước mắt các bác là 6 con âm ly, hàng bãi của Nhật về này các bác này. Đấy, rất là nhiều thương hiệu cho các bác lựa chọn ha, gồm có Đờ Nông, Chio, Sansui, Onkyo và Victor. Đấy, rất là nhiều hãng cho các bác lựa chọn luôn. Và giá chỉ từ 2 triệu 6 các bác ạ, 2 triệu 6 cho tới 4 triệu 2 quay đầu thôi. Đấy, toàn là giá bình dân cho các bác dễ chơi ha. Đây, và đầu tiên là em sẽ quay cái con âm ly Đờ Nông các bác này. Này các bác cùng xem thương hiệu Đờ Nông đây. Model là BMA 390 3 la mã đây. Đấy, tổng thể con này về cũng còn khá là mới ha. Các bác cùng xem này. Đấy, dòng 3 la mã và dòng 4 la mã thì chất âm nó cũng ngang ngửa nhau các bác ạ. Đấy, giá 3 la mã thì nó rẻ hơn khá là nhiều ha. Rồi, và các bác cùng xem dòng này thì các bác chơi được ABA cộng B này, bass, chép, ba lăng, lô nét đây, volume là những đường vô đây các bác này. Đấy, bác xoay ha. Đấy, con này thì các bác ghép những đôi loa Nhật, loa Mỹ ha, và những đôi loa cây của châu Âu. Đấy, bass 25 trở về là tuyệt vời ha. Đờ Nông thì nó đánh được loa Nhật, loa Mỹ và loa cây các bác ạ, loa cây của châu Âu ha. Rồi, và phía trên thì cũng có một ít xước sát ha, nắp lưng. Đấy, hàng bãi Nhật về thì cũng có một ít xước các bác ạ. Rồi, và em sẽ mở bên trong cho các bác xem đây. Con này thì công suất nó cũng khá các bác ạ. Con này em mở bằng hai tay cho nó mau các bác ạ. Nó kẹt khá là cứng ha. Đây, các bác cùng xem đây. Đây, bên trong nội thất thì không khác gì cái dòng 4 la mã các bác. Đây, cũng một nguồn đây ha. Đây, nguồn đây các bác này. Đây, còn rất đẹp ha. Và hai tụ lọc đây. Đây, vỉ mặt đây các bác này. Con này nó chạy tổng cộng là 4 sò than ha. Đây, 1, 2 này, 3, 4 ha. 4 sò than. Đây, tất cả là nguyên sinh nguyên bản ha. Đây, cả 6 con này thì em đã test hết rồi các bác ạ. Hoạt động hoàn hảo ha. Và riêng nguyên bản luôn. Rồi, và đây là phía sau. Đây, phía sau đây các bác này. Đây, phía sau còn đẹp ha. Hai cầu loa AB đây. Trở kháng là từ 4-16 ohm. A cộng B là 8-16 ohm. Và thông số đây các bác này. Điện 100V ha. Công suất là 135W này. Đấy, mắt in da băng đây. Rồi, con Đờ Nông 390 3 la mã này thì em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đấy, cái con màu vàng thì nó tới 3 triệu tư các bác. Còn con này có màu đen ha. Màu đen thì giá của nó là 2 triệu 9 các bác. 2 triệu 9 là em bao ship toàn quốc ha. Đấy, 2 triệu 900 ngàn đồng là em bao ship toàn quốc này các bác này. Các bác thông cảm ha. Em đang bị cảm mà nó chưa hết các bác. Cho nên là cái cổ họng nó rất là khó chịu ha. Lâu lâu em khạc khạc tí xíu các bác có nghe thông cảm giúp em. Rồi, và tiếp theo là một âm ly rất là đẹp các bác này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn cho các bác nào mà siêu tầm ha. Dòng này thì phải gọi là rất là hiếm luôn các bác ạ. Chio. Đây, con này là con Chio. Model là K5001G các bác này. Đây, các bác xem kỹ ha. 5001G này. Đấy, nó có một cái đời 5001 trên nữa ha. Con này là con G. Con G thì cái size nó to hơn. Và nó có hai cái tay cầm ha. Đấy, hai cái tay cầm ăn tiền các bác này. Rất là đẹp luôn. Các bác chơi con này thì các bác vừa trưng bày ha và vừa nghe hay. Đấy, và cái độ đẹp của nó là tuyệt vời luôn, các bác cùng xem này. Đẹp như mới luôn các bác ha. Đấy, con này thì các bác ghép những đôi loa bass 25 hàng của Nhật ha. Những dòng loa của Nhật đấy là các bác chơi những đôi loa bass 25 trở về, cực kỳ hay các bác. Nghe hay, bày đẹp mà nó có cả đèn vu này. Đèn vu nó vẫy rất đẹp các bác ạ. Này, rất là cổ điển ha. Giống những cái con Pioneer 8800 2 la mã đấy. À, xin lỗi các bác ha. Những con âm ly Pioneer 7800 2 la mã ha. Đấy, rất là giống luôn. Rồi, con này thì các bác có thể đánh được ABA cộng B này. Bass, chép, ba lăng đây các bác này. Ba lăng đây. Low net ha. Đấy, có low net cho các bác chơi giải trầm này. Và đây là những đường vô đây. Đấy. Volume đây các bác này. Rồi, và em sẽ mở bên trong cho các bác cùng xem đây. Đấy, nắp lưng cũng còn tuyệt vời ha. Rồi, và đây là bên trong nội thất con âm ly đây. Đấy, nói chung những đôi loa Bass 25 Pioneer ha, Sansui Onkyo Bass 25 các bác chơi vô rất là hay, rất là căng. Đấy, bí mật đây các bác ha. Đấy, một nguồn hai tụ này. Đây là cái bóng đèn của đèn vu ha. Đấy. Và con này nó chạy tổng cộng là 4 sò các bác ạ. 4 sò than lách ha. Hai con xanh, hai con đen này các bác.
Rồi, và đây là phía sau. Đây phía sau này các bác này. Đấy, rất là tuyệt vời ha, những đường vô đây. Rồi, và đây là hai cầu loa AB, trở kháng là 4-16 ohm. Rồi, thông số đây các bác này. Điện 100V ha. Công suất là 100W này. Đấy, made in Sa Băng này các bác này. Đấy, 100W. Đây các bác chơi loa 25 vô tư ha. Loa 7 Nhật đấy. Đấy, con này thì cái giá trị sưu tầm của nó rất là cao các bác ạ. Này các bác cùng xem này. Rất là đẹp mắt ha. Đấy, nó có dòng trơn, dòng trơn thì rẻ hơn. Còn con này là con G ha. Con G là con đời cao hơn một xíu. Rồi em cũng xin báo giá với các bác luôn. Là con Chio 5001G này thì giá là 2.600.000 bao ship ha. 2.600.000 đồng là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy, cực kỳ đẹp và size rất là to ha. Size cực kỳ lớn luôn, bề ngang này các bác. Đấy. Đấy, bác nào mà sưu tầm và trưng bày thì alo em ha. Con này rất là tuyệt vời. Rồi 2.600.000 em bao ship. Rồi em kéo ra các bác. Rồi và tiếp theo em sẽ quay một cặp âm ly Victor. Đây các bác cùng xem em về được một cặp âm ly Victor GS51 này các bác này. Đây thương hiệu Victor ha. Em về được hai con giống nhau. Đây. GS51 này các bác này. Đây, mặt con này thì nó hơi vàng hơn ha. Con này nó hơi vàng hơn các bác này. Con trên thì trắng hơn. Đấy con này mình nếu mà mình rảnh mình lau cana nó sẽ ra hết các bác ạ. Lau cana nó sẽ bóng lại ha. Đấy cả hai con thì xin nguyên bản luôn. Rồi và các bác cùng xem đây. Đánh được AB cộng B này. Bát chép ba lăng các bác này. Low net đây ha. Low net đây. Đấy volume này. Đấy riêng cái con 51 này thì cái dải bát của nó là cực kỳ sâu ha. Bát rất là khỏe các bác và chép rất là sáng ha. Đấy, Victor S51 này, dòng cổ của hãng Victor. Chơi cực kỳ hay luôn các bác. Nói chung là ghép những đôi loa Nhật bát 30 trở về ha, các bác chơi rất là ngon mà giá rất là rẻ các bác. Rồi vào phía trên đây, mặt lưng thì cả hai con thì nó đều bị rỉ rỉ một tí xíu các bác này. Đây, nói chung nó bị như vậy ha. Em quay cho các bác xem. Đây, con dưới nó cũng bị như vậy luôn, nó cũng bị ít ít như vậy các bác này. Đây, còn nguyên bản ha. Rồi em mở bằng hai tay các bác. Rồi và các bác cùng xem bên trong nội thất đây. Đây vĩ mặt của nó đây ha. Đấy một nguồn này, hai tụ lọc này các bác này. Hai tụ lọc đây ha. Và vĩ mặt của nó đây các bác. Đấy tất cả là zin nguyên bản. Và đây là sò sắt đây. Con này nó chạy sò sắt ha. Đây, 4 sò sắt này các bác này. 1, 2, 3, 4 này. Đây, 4 sò sắt. Và đây là phía sau thông số đây. Đây phía sau cả hai con này các bác này. Đây, con dưới thì nó đi rỉ phía sau ha. Nó không đẹp bằng con trên. Cho nên là giá con này sẽ rẻ hơn ha. Đây, con trên này các bác này. Con trên thì còn đẹp. Và đây là thông số của âm ly đây. Điện 100V này. Công suất là 110W ha. Đây, made in Sa Băng này các bác này. Đây, con dưới cũng vậy. Đây, 110W. Đây, cầu loa đầy đủ ha. Trở kháng là 4-16 ohm. Đây. Rồi, con này có rề ao cho các bác chơi này. Đường rề này các bác này. Rồi, em cũng xin báo giá với các bác luôn. Victor S51 ha. Thì em cũng xin báo giá với các bác. Là con trên là 3.200.000 bao ship ha. Con trên là 3.200.000 bao ship này các bác này. Đấy, tất cả là riêng nguyên bản ha. Và con dưới ha, con dưới thì em cũng xin báo giá mềm cho các bác dễ mua là 2.900.000 ha. 2.900.000 em bao ship con này các bác này. Victor S51. Đấy, nói chung là hàng mà không được đẹp thì em sẽ bán giá tốt lại cho các bác dễ mua ha. Rồi, con trên là 3.200.000 bao ship, con dưới là 2.900.000 bao ship ha. Rồi và tiếp theo là một con âm ly rất là đẹp của hãng Onkyo. Đây, Onkyo các bác này. Và model của nó là A925. Đấy, một con âm ly màu vàng chanh ha. Rất là đẹp luôn các bác này. Trưng bày rất là đẹp mắt ha. Rất là sang trọng. Những cái nút của nó là sáng bóng nè các bác. Đây.
Rồi dòng này thì các bác chơi được AB cộng B này, bát chép ba lăng. Đây, đây là volume và những đường vô đây. Con này đặc biệt với các bác thì nó về nó có khiển ha. Đây có khiển các bác này. Nói chung là cái khiển này nó rất là nhiều chức năng mà em không có xài hết các bác ạ. À. Em chỉ bấm to nhỏ thôi. To nhỏ và những cái chuyển đổi kênh này, CD, phone, line, tuner này. Đấy, em chỉ mở em bấm được 4 nút này và 2 nút tăng giảm âm lượng ha. Còn cái nút nguồn là mình phải bấm thủ công các bác ạ. À. Nút nguồn phải bấm thủ công ha. Đây nó có cái remote theo. Rồi vậy em sẽ mở bên trong cho các bác cùng xem bên trong nội thất đây. Đây các bác chờ em xíu nha. Rồi bên trong âm ly các bác này. Đây bên trong thì còn đẹp ha. Tất cả là zin nguyên bản hết. Một nguồn này các bác này. Nguồn Onkyo. Đấy hai tủ lọc màu xanh này các bác này. Tủ màu xanh ha. Và con này nó chạy 8 sọt than các bác. Đây các bác cùng xem ở dưới này. 1, 2, 3, 4 này các bác này. Và bên đây nữa ha. Bên đây 4 con nữa này các bác. Tổng cộng là 8 sò than. Đấy, con này 185W ha. Các bác chơi những đôi loa nhật bát 30 là vô tư. Đấy, màu vàng chanh ha. Rồi, em sẽ quay phía sau cho các bác xem thông số này. Đây, phía sau đây các bác ha. Phía sau thì còn đẹp. Đấy. Rồi, hai cầu loa AB này. Con này trở kháng là từ 4-16 ohm. A cộng B là 8-16 ohm. Và thông số đây các bác ha. Đây, Onkyo A925 Made in Japan các bác này. Đây, sản xuất tại Nhật ha. Và điện 100V, công suất là 185W này. Đây, khá là khỏe ha. Công suất khá là khỏe, 8 sò than. Rồi em cũng xin báo giá với các bác luôn. Con Onkyo này thì em cũng xin bán với các bác là 4 triệu đồng bao ship ha. 4 triệu đồng là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đây, 4 triệu bao ship. Con đi size rất là to ha, rất là dày này. Màu vàng chanh, trưng bày rất đẹp mắt ha. Rồi và cuối cùng là một con âm ly rất là hay luôn của hãng Sansui. Đây con này phải nhấn mạnh là rất là hay các bác. Sansui AU D7 ha. Con này thì cái giải trầm của nó thì tuyệt vời các bác. Đây tại vì nó có những cái nốt như là Super Bass này. Super Bass là một ha, tăng bass này và có cả low net các bác. Đây, cho nên là cái giải trầm của con này cực kỳ hay các bác. Và có cái nút chỉnh mid này các bác này. Đây. Bass mid chép có đủ ha. Rồi và con này các bác cùng xem này. Đấy mặt mũi của nó là còn đẹp xuất sắc luôn ha. Rồi và con này thì các bác chơi được AB này, A cộng B này. Đây. Có hai cái đèn tia nhảy các bác, hai cái đèn tia màu đỏ ha. Nhảy rất đẹp mắt luôn các bác ạ. Khi mà các bác mở nhạc nó sẽ nhảy ha, nhảy theo nhạc. Rồi và đây là bass chép này, super bass này, mid này. Ba lăng các bác này. Ba lăng đây ha. Volume đây và low net đây. Đây là những đường vô các bác này, những đường vô của nó ha. Rồi và em sẽ quay phía trên. Đây nắp lưng đây các bác này. Rồi em mở bên trong cho các bác cùng xem đây. Đây nắp lưng con này thì nó hơi bị rỉ ở phía sau một tí ha các bác ha. Đây. Ở phía sau thôi. Đấy. Còn phía trên thì đẹp, phía trên còn rất là mới này. Rồi và đây là bên trong nội thất đây các bác này. Đây một nguồn này, hai tụ này. Và nó chạy 4 sò than ha. Sò than thì nằm ở dưới cái vỉ này các bác này. Nằm ở phía dưới á, cho nên là hơi khó thấy ha. Mình phải lật ngược con ly lại mới thấy được. Và đây là bên trong vỉ mặt của nó đây. Đấy, tất cả là zin nguyên bản 100% các bác ha. Đây các bác mua về là chỉ việc xài thôi các bác. Rồi và đây là phía sau ông ly đây. Phía sau thì còn đẹp. Đấy phía sau còn cực kỳ đẹp ha. Rồi thông số đây các bác này. Điện 100V, công suất là 135W ha. Đây, con này trở kháng là 8-16 ohm. Đây. Con này thì các bác không đánh được A cộng B ha. Chỉ đánh được một cầu A hoặc là một cầu B thôi. Chứ không đánh được A cộng B đâu. Đây, con này mặt mũi nó còn đẹp keng sờ beng luôn các bác này. Đây, nhấn mạnh lại với các bác là con này chất âm cực kỳ hay ha. Đây, cực kỳ hay luôn cho các bác chơi. Rồi em có xin báo giá với các bác luôn. Sansui AOD7 thì giá của nó là 2.900.000 bao ship ha. 2.900.000 đồng là em bao ship này các bác này. Đây các bác ghép những đôi loa Nhật ha. Loa Nhật bass 30 trở về. Nếu mà những dòng loa của Nhật ha
là bắt 30 là các bác chơi tốt các bác ạ. Còn loa Trung Quốc thì nói chung là các bác đừng ghép Trung Quốc các bác ạ. Nghe nhạc thì mình chơi loa bãi Nhật ha, nghe nó mới sướng. Tại vì những con này là những dòng để âm ly nghe nhạc thôi các bác ạ. Nghe nhạc thôi ha, chứ không hát karaoke được. Rồi bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đây 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.